Khu du lịch Suối Đá. Nhanh kìa, 167248. Tắm trong cái này. Chụp hình rồi vô tắm. Vô trong cái tắm này đâu này, có cái biển này. Tắm luôn đi, kêu mọi người không tắm luôn. Ê! Bà chế mà nói con đi cho kia này, ở đây lấy nó gai ốm phải rồi, ngồi khu du lịch Suối Đá, công viên nước quá đẹp. Quá đẹp, nước rất mát. Ở đây mà cho trẻ con đi thì hợp lý. Không biết nước. Công viên nước từ đó để không ra cái băng. Rất đẹp. Ở đây mùa hè mà cho con đi chơi thì rất đỡ. Rất đẹp. Được trên phố trở về này. Đây thân tàu thân một đường nước tập kết mắt một tự nhiên này có bầu rượu không dùng được. Quảng cáo. Tiểu đoàn đi à? Tiểu đoàn đi.
thì bà cái cà phê nó có cái nhà cổ bên đấy, bà mua cái này, cái này hôm nay tuấn xin cái vé anh đi có co rồi có nữa bà chơi đoan đi bà chơi người đó đi một cái đầu thì bạn đi giờ rồi bà thì bà không có không có về á bà không có đồ thì bà lấy về đi cà phê mình đi rồi cho biết chưa anh nói ra chưa đi là bảo cây bảo là bảo ngay vội không có tấn bảo cho cấp công tài xế là bảo ngay đúng đấy không để tấn này ra đúng rồi con trưa cô trưa bảo không bồng lên cái chỗ cho cà phê đó cái gỗ cái canh đó cái này không chưa tắm à là cũng có người chưa khoảng người chưa tin hiện tại đó là cái nữa là mua vé đấy ha không cái đấy là miễn phí luôn áo phao miễn phí không trượt để miễn miễn phí không trượt người lớn miễn phí ở Phong Nha Quảng Bình cửa đá đẹp mát nước đá tự nhiên nước này tự nhiên này đúng không cái tắm nước mắt không nếu không có vẻ thì cũng có vẻ thì có cà phê không bạn phải lấy đấy lấy vé đến sau khi họ biết là bạn đã biết cái gì rồi á mà nó không có vé á Yeah.